Chiều ngày 16 tháng 6, Sony đã chính thức giới thiệu mẫu smartphone cao cấp Xperia Z3 Plus tại Việt Nam, đồng thời công bố mức giá và ngày bán. Sony coi đây là mẫu smartphone cộng thêm đẳng cấp của phiên bản Z3 trước đây với những đặc tính nổi trội và cao cấp như khả năng chống nước, mỏng nhẹ và tích hợp nhiều công nghệ độc quyền của Sony. Bên cạnh bộ xử lý Snapdragon 810, Xperia Z3 Plus còn sở hữu màn hình 5.2 inch Full HD với RAM 3GB, camera sau 20.7MP và camera trước 5MP. Máy chạy trên nền Android Lollipop 5.0 cùng viên pin 2930mAh. Theo công bố của nhà sản xuất, Xperia Z3 Plus sẽ được phân phối tại thị trường Việt Nam với giá bán chính thức là 17,9 triệu đồng với gói ưu đãi hấp dẫn cho người dùng.